chín nha các bạn. Sake chín là cái cuốn này nó vàng nha, bún nghe kêu bọc bọc á. Rồi nha. Mũ lắm nha các bạn. Bỏ cái cuốn nha. Bây giờ mình rửa lại một lần nữa nha các bạn, gọt bớt những cái vỏ mà ngoài đen ở ngoài. Sau khi mình đã rửa xong sake thì bây giờ mình sẽ sắc nó ra nha các bạn. Khi sắc sake thì chúng ta sắc miếng mỏng nha các bạn, đừng sắc miếng dày quá, vì nhân sake nó thịt nhiều á, chiên lên nó không có giòn, nó mềm á, chiên nó không có giòn, mình nên sắc miếng mỏng thôi. Để lát mình pha bột, mình xuống bột lên chiên. Đây là sake sau khi chúng ta đã gọt sắc lát mỏng này, chúng ta rửa xong nha các bạn. Bây giờ mình bột chiên giòn. Đây là chiên bằng bột. Sữa không? Sữa. Sữa gì? Sữa, sữa ấy, sữa. Đúng không? Cái sữa có đường á. Có, là bình sữa có đường á. Lấy đây là sữa có đường đi. Vậy thì sữa mở pha nước. Bắt đầu pha bột nữa rồi. Nguyên liệu tiếp theo đó là bột sữa Vinamilk có đường nha các bạn. Ta cho hết nguyên thịt vào luôn. Nếu mình ta cho sữa thì mình khỏi cho đường nha các bạn, thì nó, sữa nó có đường nó ngọt rồi, mình khỏi cần bỏ đường nha các bạn. Mình quậy đều lên nha các bạn, đừng để cho nó bị bón cục nha các bạn. Thì sau khi là bột nó đã tan hết rồi, mình bắt đầu mình chiên các bạn. Hồi này bỏ sữa vô thơm á.
À, giờ đây là thành quả sa kê chúng ta đã chiên được mấy miếng sa kê nha các bạn, rất là thơm. Thì mình có cho sữa vào đó, nó rất là thơm. Đây rất là thơm, cái giòn giòn này, vàng rất là đẹp. Đây để mình bẻ. Đây lấy nếp nè, rất là thơm. Để mình ăn thử miếng nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Chào tạm biệt các bạn.